Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng đoàn công tác liên ngành thành phố đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống lụt bão tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Đến kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang, khu vực này hiện có khoảng 500 tàu thuyền đang neo đậu với nhiều ngư dân đang trú tránh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Nông nghiệp, Ban quản lý Âu Thuyền và lực lượng biên phòng thành phố phải phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt các biện pháp phòng chống lụt bão tại các cầu cảng, các khu vực sung yếu, tổ chức phân luồng các tàu du lịch, tàu dầu ở khu vực riêng, chuẩn bị, dự trù sẵn các phương án cần thiết trong trường hợp Âu Thuyền, cảng cá quá tải, nhất quyết bảo vệ an toàn cho tài sản và tính mạng của bà con ngư dân. Xem có một cái nơi bố trí để di chuyển cái người ở trên tàu xuống dưới bờ, chứ không để đến khi nó bình thường sao, nó chỉ cần đắm một cái là nó sẽ kéo theo rất nhiều cái có thể xảy ra. Riêng các cái tàu dầu này phải di chuyển hết ra ngoài, không để chung ở đây nha, không cho di chuyển hết ra ngoài để và quản lý theo một cái chế độ riêng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đã đến kiểm tra công tác ứng trực cứu nạn cứu hộ tại cầu cứu nạn cứu hộ của Bộ đội Biên phòng thành phố tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Phó Bí thư nhấn mạnh công tác cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ trọng yếu, cần được tập trung thực hiện, phải bố trí phương tiện, nhân vật lực đầy đủ, tổ chức lực lượng ứng trực thường xuyên, kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra. Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã có cuộc họp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các sở ngành liên quan. Tại cuộc họp, Phó Bí thư đề nghị các đơn vị phải nêu cao tinh thần cảnh giác, ứng phó chủ động với bão. Vì diễn biến bão phức tạp nên thời gian này phải chủ động rà soát tất cả các biện pháp, tăng cường thông tin tuyên truyền cho người dân. Đề nghị Bộ đội Biên phòng thành phố khẩn trương thông báo cho tất cả số tàu thuyền còn lại trên biển về neo đậu an toàn trong chiều nay. Đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ, ứng trực 100% tại các khu vực trọng yếu trên địa bàn thành phố. Đề nghị là cái việc ứng cứu là chúng ta phải có cái lực lượng. Biên phòng công chí đã rất chủ động rồi. Nhưng biên phòng thì mới chủ yếu là ứng cứu ở trên sông và biển thôi. Thế còn lại một cái lực lượng nữa mà tôi đề nghị là phải làm tốt, đó là Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng Công an thành phố là phải có cái lực lượng chủ động trong cái việc ứng cứu, yêu cầu cái việc tổ chức ứng trực 100% lực lượng vũ trang thành phố để đảm bảo cái việc ứng cứu khi có các cái tình huống xảy ra. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch bố trí cho học sinh nghỉ học tránh bão, đề nghị Sở Xây dựng tập trung đảm bảo an toàn cho các công trình trọng điểm, đồng thời đề nghị các địa phương căn cứ theo công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn, không để bị động.